đơn vị trao là một công ty phát triển năng lượng của Thái Lan. Khoản thưởng là 10 triệu baht, đơn vị tiền tệ Thái Lan, tương đương 7,3 tỷ đồng. Hôm 25 tháng 1, SLV tạm quyền Syria, tiền vệ Chan Ad-Ison Yassin, Tan Aboon Kegerter, Ad-Ison Yomar và tiền đạo Supak 22 được đã thay mặt tập thể đội tuyển có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan để nhận. Tuyển Thái Lan đáp ứng được kỳ vọng của giới hâm mộ tại Asian Cup. Ảnh Fast Sports. Hiện chưa rõ ngoài khoản trên, tuyển Thái Lan còn được thưởng thêm khoản nào khác cho thành tích vào vòng 1/8 Asian Cup. Thái Lan giành được quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất sau khi xếp thứ 2 bảng A, nơi họ thua Ấn Độ 1-4, thắng Bayern 1-0 và hòa UE 1-1. Thầy trò SLV Syriac chỉ dừng bước sau khi thua Trung Quốc 1-2. Đây là lần đầu tiên Thái Lan vào vòng loại trực tiếp Asian Cup trong vòng 47 năm, sau giải năm 1972 mà Thái Lan là chủ nhà. Trong 5 lần góp mặt khác vào các năm 1992, 1996, 2000, 2004 và 2007, voi chín đều phải dừng bước từ vòng bảng. Thanh Quý,